Ở đây là phần ghép ngang. Đầu tiên là em phải đo. Em đo làm sao coi xe mình có lọt vô hay không. Rồi mình mới quyết định là mình vô cái phần ghép ngang này. Không, nhiều khi người ta đậu chật quá là mình vô không được. Rồi em đo thử coi được không. Em đi lên đi, lên nữa. Em nhắm chừng cái ô này nè. Không, cái ô này nè. Đó, trước, sau đây. Ok, vừa ha. Rồi, ở phần bài ghép ngang này các bạn, nó có hai cách. Một là các bạn phải cho cái đuôi xe mình ngang cái đuôi xe này để các bạn sẽ móc lái vô ha. Cái đó là bài truyền thống mà xưa đến giờ. Sau này các bạn đi học thi giấy phép lái xe, các bạn vô nhà xe ghép ngang, các bạn có để ý không, là vai mình ngang vị trí đó, các bạn đánh lái lên, đúng không? Em thi đi đâu? Hoàng gia đúng không? Dễ lắm. Thì có phải vai của em chùm ngay chỗ cây cục điện biển báo đúng không? Rồi cục kỳ điện biển báo nó nằm ở đâu? Là cái phần đuôi xe này. Rồi em chạy lên. Đó vậy thôi. Đầu tiên là vô được ha. Thứ hai là vai mình ngang. Đó. Rồi ok dừng. Thế làm điểm canh không? Và thứ ba là em đánh vào đâu? Đúng rồi. Còn nhớ bài. Hết lái luôn. Rồi em tiến lên. Coi cho cái phần đuôi làm gì? Phần đuôi bên nào? Bên này. Đúng rồi. Chùm đúng không? Chùm cái góc nhà xe đúng không? Bây giờ không có góc nhà xe cảnh đâu. Cái đầu đèn trong. Đúng rồi. Đầu đèn trong của xe. Phía sau. Rồi lúc này em chạy lấy thẳng lại. Trước. Một vòng. Hai vòng. Rồi. Em gài số lui. Cái này là mình đang nhắc lại cái bài giống như gọi là cái bài yeah. Tại vì bạn này yếu phần yeah. Một chút xíu nữa khi bạn lái cứng, mình sẽ chỉ cho bạn đánh lái sóng nha. Rồi lúc này em lùi xuống. Rồi để thầy chỉ nha. Đó các bạn thấy không? Đó cái phần đuôi mình sẽ chùm cái đầu đèn trong là giống như cái góc nhà xe ha. Rồi cái tiếp tục là em phải dè xuống làm sao cho cái bánh xe mình nó cán cái vạch vàng đúng không? Ở đây làm gì có vạch vàng đâu mà cán. Rồi em lùi xuống đi rồi thầy chỉ. Rồi lùi xuống. Cái kiếng mình là điểm tựa nè. Rồi ok, cái kiếng mình sẽ chùm. Một là giữa cái logo này. Khi mình ngồi nha, là cái kiếng chùm giữa logo. Thì giữa logo này, lý do tại sao có clip thầy kêu là giữa logo, có clip là thầy kêu là sát vô phía ở phía trong cái đuôi. Giữa logo là nhà xe nó hẹp, là nhà xe hẹp là vừa đủ chiếc xe, cách khoảng là 2 gang tay hoặc 3 gang tay, 2 gang tay thôi. Còn nhà xe rộng thì kiến này vô đây luôn. Rồi bây giờ em xuống chút xíu nữa, chùm giữa đi chưa? Ok chưa? Rồi ok em đánh lái qua đâu? Đúng rồi. Đó vậy thôi, chút xíu nữa mình sẽ đánh sóng hết lái luôn, cứng ta lái. Khi cứng ta lái chả là nhẹ chút xíu cho nó không cứng. Rồi, lùi tiếp. Rồi, bây giờ em chậm chậm quan sát. Rồi nữa. 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 Rồi. Giật đúng không? Rồi em chạy nó thẳng. Rồi, em tiến lên nghiêng qua phải tiến lên. Lý do méo. Tiến nhẹ lên. Giờ em dần trả lại thẳng lại cho thầy. Rồi bây giờ cái điểm canh nè. Canh làm sao mình đậu làm sao đừng cho xe dướng xe trước và dướng xe sau. Mình đậu làm sao cho xe sau nó di chuyển ra được. Thì đây vị trí này chân kính mình sẽ chùng ngay chỗ mép cốp là ổn. Rồi nếu mà các bạn sau này các bạn không có cam đuôi thì các bạn ngó đây. Là cái phần phía sau này chùng ngay chỗ cái kiếng lái trên đây. Là các bạn ngó kiếng hậu trong ha. Là cái phần cái đuôi của bạn ở đây nè, chùm ngay chỗ cái chân kính này là ổn. Mình có làm clip rồi nha. Rồi bây giờ em gài số lùi thử nè. Không, số lùi ở trên kìa, nhìn xuống. Rồi em nhìn nè, thấy không, ngay đây ok không, ổn. Rồi em trả lại chính nè. Rồi kéo thân tay. Rồi cho bạn xuống coi lại nha. Đây mình sẽ tới nhị là mình không quay mặt bạn ha. Đó. Em xuống em coi có đúng đẹp không. Đó, cái bài dè ha. Ừ. Nè các bạn thấy không? Đẹp không? Đó. Đúng chưa? Nè, con dè đẹp không? Rồi, mình xuống. Cái thành phẩm của bạn ấy vô ha. Rồi ok. Mình nhắc lại cho bạn nè. Nhắc lại lúc mà các bạn đi thi sát hạch, có phải là các bạn là đều là có bài là đánh lái lên không không? Rồi, có nhiều bạn nói là nếu mà đánh lái lên kiểu vậy nó sẽ chiếm diện tích. Rồi, ông kia ông bỏ đi luôn rồi. Tôi đồng ý là nó chiếm diện tích nhưng mà cực kỳ là nó lẹ.
nó lẹ là sao vai các bạn canh ngang đánh lên lên luôn, rồi xong các bạn dè xuống nó lẹ cực kỳ luôn, nó không có chỉ mất thời gian, thấy không? Rồi còn các bạn lui phần đuôi thì các bạn phải canh làm sao cái đuôi mình ngang cái đuôi xe của người ta, thì các bạn lúc này canh hơi lâu, các bạn phải chiếm diện tích người ta không? Các bạn đã lâu không? Rồi ok nha, giờ xe kia bỏ đi rồi. Bây giờ sẵn đây đang ghép ngang, mình chỉ cho các bạn quay đầu luôn. Các bạn sợ nhất là quay đầu, đường này quay đầu một phát một ngon lành. Lý do xe mình quay đầu, bán kính quay đầu là phải trên 6 mét. Rồi em lái làm sao mà mấy anh kia bỏ chạy hết là sao? Ăn ở sao kỳ cục vậy? Ông kia cũng chạy luôn rồi kìa, quay đầu cũng chạy luôn rồi. Ơi mấy anh ơi, ơi mấy anh, mấy anh bỏ em đi hết đâu. Trời ơi thiệt tình. Rồi bây giờ thầy chỉ cho em cách quay đầu nha. Nếu mà trường hợp đường rộng em quay một phát một vô, còn thôi em phải gia lại. Lỡ em phải làm sao mà em quay một lần một là mới hay. Đường này thì quay một lần không nói. Rồi bây giờ em lấy ra giữa làn đường cho thầy đi, thầy chỉ cách quay đầu mà một phát ăn ngay, giống như mình đang mượn cái ngã ba. Rồi em đi lấy mở xi nhan trái ra, rồi em đánh ra nhiều luôn đó, mới công khỏi đậu đây quay ha. Ví dụ nha, tôi đi con đường này, con đường này đúng chưa, em thấy nó hẹp đi đúng không, đây cái lời đi nó không hết nè đúng chưa. Rồi em mở xi nhan trái quay đầu nè chút xíu đi, giống như cái đó là ngã ba. Em canh làm sao cái kiếm mình ngang giữa là em đánh hết lái thì thôi, thấy không? Rồi hết lái qua, mình mượn cái ngã ba nha các bạn ha, mình mượn cái ngã ba đó là mình quay đầu hết lái qua. Có phải bánh xe mình nó sẽ slip ngã ba không? Dạ. Đúng chưa? Đó em cứ đi bình thường, nó dưới có cho nó slip luôn, là mình đang mượn cái ngã ba mà, được chưa? Đúng không? Còn nếu mà các bạn quay là quay sẽ leo lề, có phải em hiểu cái vấn đề chưa? Đó mình mượn cái ngã ba để mình quay đầu. Ổng đậu vậy sao vậy? Đi lên trên kia quay phải để chỉ cho ra bên kia gì, tập ghép ngang. Mấy anh này kỳ cục quá. Rồi đi quay phải. Khổ thiệt. Nó thiệt, gặp tôi mà giống như mấy anh gáp này tôi đậu đó luôn. Thiệt. Tại sao đang ế mà đang đậu đó đón khách mà sẵn rồi lỡ chút xíu, quẹt chút xíu thôi tôi nằm dạ. Tôi lấy sở hữu một ngày. Đi thẳng luôn em. Chút xíu nữa đi thì lên cho lên. Bây giờ chút xíu mình đi tập ghép ngang. Mình đang làm quen dần dần rồi, tự nhiên cái mình quất cái ghép dọc cái chất quất ha. Về phải. Rồi ơi, thấy không? Ở đây nè. Rồi từ từ thôi, mở xi nhan phải. Đúng rồi, cái ngó kiến. Ok. Rồi bây giờ em coi rộng hay hẹp, thấy không? Rồi bây giờ rộng đúng không? Vừa đủ đúng không? Rồi bây giờ em ngó bên trái. Đó, em mở xi nhan trái ra. Đó, bây giờ làm từ từ chưa? Rồi đó, rồi em canh vừa cái vai vừa ngang là đánh hết lái liền. Em cứ đi lên bình thường, rồi hết lái qua luôn, hết lái qua luôn. Rồi tiến lên luôn. Tiến. Rồi ngó phần đuôi, cứ mạnh dạn ngó phần đuôi trùng chưa? Rồi trả lại thẳng liền. Đó, rồi gài xuống lui liền. Đó vậy thôi, rồi quan sát. Cái chị canh kia ảnh đi tàu lao thiệt chứ. Rồi lui xuống. Đó vậy thôi. Nữa. Rồi, đó vậy thôi, cái kiến mình trùng. Rộng quá không? Rộng cho vô trùng cái đuôi luôn. Vậy chưa? Rồi chưa? Trùng chưa? Rồi móc phát lái qua đâu? À đúng rồi. Đó vậy thôi. Cái chậm chậm. Nửa miếng nữa cho nó song song. Rồi dần. Có phải xe thẳng không? Em trả lại thẳng lại. Vừa đủ luôn không? Rồi vừa đủ khỏi ve. Rồi em trả lại chính nợ đi. Rồi mình quay xuống còn phải vô một phát. Vô nó ổn, ổn đẹp không các bạn? Đúng không? Thấy chưa? Nó không ổn không? Rồi ăn ở sao mà ve cái bị bỏ đi hết rồi. Thường tôi bổ túc cho mở xi nhan trái ra đi. Nhớ lần sau là khi mình ra xe là mình phải mở xi nhan giống như nãy mình ghép á. Là em chạy đến vai em ngang là mở xi nhan trái ra, bấm khẩn cấp. À. Ok, đi kiếm một cái bài ghép ngang thật là khó lắm bạn. Đây, có rồi nè. Từ từ thôi.
ở bên phải luôn, cho chú này qua một cái, cho chú qua một cái. Rồi chú đợi, mở sinh nhanh phải, mở sinh nhanh phải, em phải mở sinh nhanh phải. Rồi tiến lên chút xíu, rồi tranh cái vai đi đó, rồi đánh lái lên luôn, ngấu bên trái đánh lái, đừng có cho lố nè, nè nhìn nè. Rồi lui lại đi, thầy chỉ lại cách canh nè. Rồi bây giờ hồi nãy là mình cho đánh lái nguội nha, bây giờ em quen ha, em lui lại một cái nữa đi, đúng vậy, nữa lui nữa, lui nữa đi, đúng vậy, giống như gọi là trái thẳng trái các bạn ha, công thức gì đó ha. Rồi lui tiếp, tiếp tới đi em là chị. Rồi bây giờ em đi số tới. Bây giờ các bạn muốn vô thì các bạn phải coi nhà xe này vô được chưa. Rồi em cứ đi thành tàn lên, em gần tới em đánh, em quan sát bên trái rồi đánh lái luôn ha, gần tới nha, ví dụ cành rồi gần tới ngó bên trái rồi hết lái qua luôn, đúng rồi, chính xác chứ không có đánh sóng nữa, trùng chưa, cứu thương chưa, rồi chưa, rồi có phải trùng vào đầu đèn trong cứu thương không, rồi trả lại thẳng. Ê, đừng có cho lên nữa rồi. Rồi em gài số lui đi, hồi nãy em chưa chi là bỏ thắng ra thì nó sẽ chớm lên mất cái điểm canh của mình ha, giống như bài thi á. Rồi em lùi tiếp. Rồi ok, bây giờ mình điểm canh ở bên nào, bên phải, bên trái xong rồi thì bây giờ bên phải thôi, lui. Rồi ngó cam luôn, thấy đang xéo vô là cái vị trí cái thân xe mình đang trùng cái đầu đèn trong của xe sau các bạn ha. Rồi em lùi tiếp. Đó. Giờ chưa, hẹp đúng không? Rồi hẹp là trùng giữa thôi. Rồi em đánh hết lái. Đúng, nhớ phần này. Rồi em lui nhẹ, rồi thầy chỉ cái cách xào. Tốt, nữa, lùi. Cái phần đầu không vướng nha bạn. Phần đầu là không vướng ha, rồi lùi tiếp. Anh ngó phần sau thôi, phần đầu không vướng đâu. Nữa, nữa cho sát cỏ luôn. Rồi dần, hết lái qua phải tiến lên. Khúc này mới căng nè. Hết luôn, nhóm nhẹ nha. Gọi là cái này là xào nha, gọi là hẹp á. Nhóm nhẹ lên khoảng một gang tay, miếng nữa. Rồi dần, hết lái ngược lại. Đúng rồi, xào tiếp. Rồi gài số lui. Đúng không, các bạn hẹp thì hết lái phải tiến lên. Rồi em lui nhẹ, lui sát. Nữa, chưa vướng. Rồi dần, hết lái qua phải tiến lên. Chỉ cần lên một gang tay thôi, nửa gang tay thôi, gọi là xào các bạn. Miếng nữa. Rồi dần, hết lái ngược lại tiếp. Hết lái trước em, rồi mình mới gài số lui. Cái này hơi gói nha, nhưng mà cái này là biết được là ổn nha. Giờ là tiến lùi, tiến lùi, nhớ ngó sao. Nữa. Rồi dần, hết lái qua phải tiến lên. Cái bài này, bài này khó nhất luôn á. Nhích nhẹ lên thôi. Thấy cục vô không? Rồi miếng nữa. Rồi đúng rồi, hết lái ngược lại, lùi lại một cái nữa là đẹp luôn. Rồi xong mình sẽ xuống cho các bạn coi cái xe tôi nó vô như thế nào. Rồi dần, trả lại thẳng. Rồi hết lái qua phải, cụp vô một cái nữa đi cho nó đẹp. Hết luôn, không chừa lái. Rồi em nhích nhẹ lên chút xíu. Rồi chưa, rồi trả lại thẳng. Nhớ vậy chân thắng. Thêm một vòng. Rồi trả lại chính nợ, kéo thắng tay luôn đi. Rồi mời các bạn vô coi phần xe, xe của tôi nha. Nào. Đó đấy các bạn thấy không, các bạn nửa mét là đúng không, nhưng mà ở sau các bạn thấy không, thấy chưa, có cam thì các bạn vô được. Gọi là bài nhà xe này, nhà xe hẹp. Các bạn thấy nhà xe hẹp không? Đó, chút xíu ở đây đậu cái đó là chúng chửi. Bây giờ cách ga thì dễ lắm. Cách ga thì các bạn lui lại biết sao, sát là chuyện bình thường à. Ha, bây giờ là một chút xíu tôi sẽ đánh hết lái qua đâu các bạn. Các bạn đánh lái hết qua phải nè. Để chi các bạn lui xuống lại. Lui xuống lại để làm gì cho bánh nó cụp vô thì có thể đầu nó xẻ ra không? Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ cho bạn ấy nha. Rồi đúng rồi, đánh hết lái qua phải. Rồi em lui nhẹ xuống quan sát này cho nó sát. Miếng nữa.
Rồi dừng. Có phải cái đầu xe nó sẽ méo qua bên đây không? Dạ. Rồi bây giờ em làm gì nữa? Lái qua bên đây. Đúng rồi. Hồi nãy vô sao ra vậy? Vô này xong đổ mồ hôi luôn. Miếng lên chút xíu nữa. Rồi thẳng lại. Được chưa? Dạ. Em nhóm làm sao em canh làm sao khoảng cỡ một gang tay. Chưa được gang tay hay là ổn? Hồi nãy có phải em xuống là thấy là nó cách nửa mét không? Ở sau cũng là cũng 3 tấc. Thì mình lên khoảng một gang tay thôi các bạn. Rồi em lùi xuống tiếp. Đúng rồi, hết lại. Giờ nhớ này ngón này cho thầy nha. Lùi. Mí nữa. Giờ dần, có phải đầu xe lú ra méo nữa hả không? Dạ. Méo ra không? Rồi, sao ra tiếp. Rồi, em nhóm lên nhẹ. Rồi, thẳng. Rồi, sau lại ngược lại một cái. Đó, giờ xe nó méo thấy không? Thấy nó méo rõ ràng không? Này mình ngồi thôi nha, thật chứ là méo như nè. Rồi, thẳng, hết lấy ra. Đó, sao nãy mình vô sao sao vậy thôi. Rồi, muốn chắc cứu thì... còn nếu mà thực chất á, ở đây là ra được nha bạn. Nhưng mà mình thôi để cho bạn ấy sẽ lùi thêm cái nữa cho nó quen. Có cam, dễ. Rồi thẳng, được chưa? Thấy không, cái đầu mấy sẹo ha. Đó, ra đến nay rồi. Lúc này em mở xi nhanh trái ra là ra được rồi. Rồi, em trả lời dần dần. Đúng rồi, rồi ra thôi. Đó, nó phải muốn ra một cái nhà xe, vô một cái nhà xe hẹp là dễ đâu. Giờ em đi tiếp. Ok, căng thẳng nha bạn. Nhưng mà đúng, các bạn học được cái bài đó là các bạn sẽ tốt. Đúng không? Rồi, đi thẳng luôn, taxi nhanh, đi thẳng luôn. Mình nhắc lại, khi muốn vô nhà xe gấp ngang thì các bạn phải đo có xe mình có vô được hay không thì các bạn mới tiến hành vô. Hồi nãy là mình đo là vô được với điều kiện nhà xe gọi là nhà xe hẹp. Hẹp thì các bạn canh làm sao kiến phải của mình nó sẽ mấy cái điểm canh kia y chang nhau. Quay rồi đua xe bên trái trùng ngay đầu đèn trong. Và khi lui xuống nhà xe hẹp thì cái kiến cho hậu này sẽ trùng cái đuôi đèn sau. Vậy chạy. Đuôi đèn S-top sau phía trong của xe trước nha các bạn ha. Còn mà nhà xe rộng thì các bạn chỉ canh ngay giữa logo là được rồi. Khi giữa logo là cái đầu xe mình không bao giờ tán cái đuôi xe của người ta. Đó. Ok, mình ra bên kia. Nếu mà có cái nhà có mấy xe đậu nữa là mình vô cái nữa là đẹp. Mình sẽ lên AeroMail. Mà trước khi lên AeroMail thì mình sẽ mở cái tờ giấy lái mới ra. Bây giờ mình tranh thủ mình đi lên gấp dọc. Nhớ hạ ký xuống lấy cái thẻ cho thầy. Đúng rồi, rồi em đi lên. Mình sẽ quẹo trái mình lên dốc nha. Đúng rồi, đi làm bên phải. Lúc nào cũng vậy, làm bên phải bên kia ngược chiều.